vượt qua hàng trăm thí sinh trên cả nước dự tuyển ở vị trí thủ môn và ghi tên mình vào 4 suất tham dự trại hè bóng đá thiếu niên 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh là thử thách không hề dễ dàng đối với 4 chàng trai Việt Bách, Văn Sang, Duy Anh và Đình Bảo. Và 4 chàng trai này sẽ phải tự tin thể hiện bản thân một lần nữa trên sân cỏ trại hè để có tên trong 2 suất thủ môn đội bóng thiếu niên Việt Nam lên đường sang Nhật Bản dự đấu. Để xem 4 chàng trai đặc biệt của trại hè bóng đá thiếu niên 2018 đã trải qua các ngày tập luyện của mình như thế nào. Đại diện cho điểm tuyển sinh thành phố Hồ Chí Minh là chàng thủ môn Trần Việt Bách. Mặc dù là thí sinh trong đội hình dự bị được gọi lên tham gia chính, nhưng Việt Bách vẫn có một quyết tâm rất cao cho chuyến tập huấn lần này. Đại diện cho điểm tuyển sinh Gia Lai, điểm tuyển sinh mới của trại hè bóng đá thiếu niên 2018 đó là Nguyễn Văn Sang, chàng trai nhỏ nhắn nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Mặc dù sở hữu gương mặt khá lạnh lùng, nhưng Sang lại là chàng trai hoạt bát, vui tính. Đại diện của điểm tuyển sinh Đà Nẵng năm nay là một chàng trai khá rụt rè và ít nói, Lê Thành Duy Anh. Sở hữu chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa cũng chính là ưu điểm của Duy Anh khi cạnh tranh giành suất thủ môn lần này. Và chàng thủ thành thứ tư đến từ điểm tuyển sinh Hà Nội đó chính là Nguyễn Đình Bảo. Chàng trai mang số áo 25 trông khá hiền lành khi lần đầu bước ra sân cỏ trại hè bóng đá thiếu niên 2018. Trong ngày tập huấn đầu tiên tại trại hè bóng đá thiếu niên 2018, 4 chàng thủ thành được huấn luyện viên thủ môn kiểm tra các kỹ thuật căn bản của một thủ môn. Và cũng trong buổi tập đầu tiên này, các chàng trai đã tỏ ra khá thuần thục trong các kỹ thuật bắt bóng của mình. Với bài tập dẫn bóng sút cầu môn mà huấn luyện viên Huỳnh Đức đưa ra trong buổi tập đầu tiên cũng chính là cơ hội để 4 chàng trai thể hiện kỹ năng bắt bóng của mình khi đối diện với 26 chân sút còn lại trong đội bóng. Cho con mình chơi thể thao khá là sớm, nói chung so với cái mặt bằng chung. Nhưng bé bắt đầu bằng bơi. Thì sau khi bé bơi một thời gian thì mình thấy là bé nên tập thêm về vận động. Thì mình đã, việc đầu tiên mình nghĩ tới là đá bóng. Bé nói là bây giờ con muốn tập thủ môn. Thì mình cũng gật gù, mình nghĩ có khi thủ môn còn dễ dàng hơn những vị trí khác nữa. Tại vì mình coi tivi, mình thấy thủ môn đứng ở trong khung thành, không có phải chạy nhiều. Thế nhưng mà sau đó cái lúc bé đi tập thủ môn, xong thấy bé lăn xả, chụp bóng, cứu bóng, tất cả mọi tư thế, tất cả mọi tình huống xảy ra. Rồi có những lúc đụng đầu với tiền đạo bên đội mặt, đội kia. Rồi hai bên nhiều khi bé bị đá, có những cú bé bị đá trúng mặt, có những cú bé bị đá trúng người. Hoặc là bóng trúng, hoặc là thủ môn, các môn các bạn đá trúng. Xong lúc đó mình mới thấy thực sự thủ môn là khó nhất trong tất cả mọi vị trí ở trên sân đấu. Tại vì là thủ môn là cái thành trì cuối mà nó lại dễ chấn thương nữa. Thật sự mình cũng rất là lo cho bé. Thế nhưng mà bé thích quá và bé càng tập thì bé lại càng thích. Cho nên mình nghĩ là thôi mình sẽ cố tạo điều kiện cho con. Khi mà bắt nó tham gia đá banh từ hồi 5 tuổi á, thì mình luôn luôn là đi sát để có thể là điều chỉnh chỉ con cái này, chỉ con cái kia. Rồi giúp con cái thay có cái thái độ đúng trên sân. Thứ nhất là cái di chuyển vị trí trên sân. Tại vì như mình nói là ở cái vòng loại mà U11 toàn quốc vừa rồi á, thì là đấu là đá giải Busan. Thành ra là cái cách thức cái chọn vị trí nó khác. Bây giờ sang cái sân đá 7 người, khung thành lớn hơn, thì cái chọn vị trí nó rất là quan trọng. Thì trong vòng mấy tuần vừa rồi á, thì mình cũng có nhắc và nhờ các thầy huấn luyện viên thủ môn tập cho bé. Nhưng mà cái thời gian nó cũng có hạn. Nhưng mình tin rằng là bắt thì nó có một cái, khi mà cố gắng đặt mong muốn gì đó thì cái nỗ lực và cái khả năng thi đấu, nhiều khi là khi mà mình vượt quá cái, như nói là gì, 200% cái năng lực của mình, thì những cái thiếu sót đó nó sẽ được khắc phục. Ngày thứ hai trên sân cỏ trại hè, 4 chàng thủ môn phải thể hiện được sự nhanh nhẹn, dẻo dai và đặc biệt đó là kỹ thuật bắt bóng chuẩn xác của mình.
bước chân này lên để mình nhảy bắt bóng trước nè, bây giờ bắt bóng trước khi mà bóng qua cái mặt nè, còn một con di chuyển nha, mà ngã nè bằng hay là bắt bóng vào mặt được chưa. Với kỹ thuật ngả người bắt bóng lăn xệt mà huấn luyện viên hướng dẫn, bốn chàng thủ môn đã thực hiện khá thuần thục và nghiêm túc. Tưởng gì ai cũng làm giống như mình thôi. Rồi các bạn nó ném lại cho con cái đó. Bằng bóng sau đánh cảm giác vừa được cái sải tay rồi. Càng về sau, các bài tập dành cho bốn chàng thủ thành càng nâng cao. Và trong ngày tập luyện thứ ba, các chàng trai phải vượt qua bài kiểm tra về kỹ năng phán đoán tình huống, ra vào khung thành, kép góc và bắt bóng bổng. Việt Bách, Văn Sang, Duy Anh và Đinh Bảo đã rất chăm chú và thể hiện quyết tâm cao trong các bài tập của mình. Đối với bốn chàng thủ môn thì việc cạnh tranh hai suất đi Nhật Bản du đấu cùng đội bóng thiếu niên Việt Nam tại giải đấu Cúp bóng đá thiếu niên quốc tế Toyota là một thử thách vô cùng cam go. Bởi để có thể ghi tên mình vào danh sách hai suất thủ môn thì ngoài tình yêu bóng đá và sự nỗ lực hết mình, các em còn phải khẳng định được bản lĩnh của mình so với hai đồng đội còn lại. Trải qua các ngày tập luyện chăm chỉ, bốn chàng thủ môn cũng đã củng cố và nâng cao kỹ năng bắt bóng của mình. Còn 26 chàng cầu thủ thì như thế nào? Đã có những giọt nước mắt rơi phía sau sân cỏ. Chuyện gì đã xảy ra với các chàng trai? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Khi trái bóng lăn được phát sóng vào 16 giờ 15 phút ngày 4 tháng 11 trên kênh VTV6.